và đồng thời cũng xin đại diện cho giáo xứ chân thành cảm ơn quý ông bà chị em, nhất là trong giáo xứ của chúng ta đã đóng góp một cách tích cực để các con cây cầu sớm được hoàn thành. Và tôi cũng không quên cảm ơn các vị ân nhân ở các nơi xa cũng đã giúp công giúp của vào cái công trình này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và cảm ơn lẫn nhau. Trước khi dùng bữa tiệc, ta xin phép Chúa Thánh Hóa. Nhân ơi Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con và cho nước của ăn này chúng con sắp lãnh nhận. Nhân này chúng con tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Maria và chúng con mừng cây cầu mới này. Xin Chúa và Mẹ luôn luôn gìn giữ mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, này chúng con xin được chân thành cảm ơn cha cố cũng như quý cha. Và giờ phút này thì chúng con cũng xin được thỉnh mời quý cha cố, quý cha cũng như tể quý ân nhân, quý chức.